là một trong những bộ phim thành công nhất năm 2023, Trường Tương Tư nhận về vô số lời khen cùng sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả. Tuy nhiên, phim chỉ mới đi được nửa đoạn đường, người hâm mộ phải đợi gần một năm để đón xem phần 2 của phim vào ngày 8 tháng 7 sắp tới. Vậy bộ phim cổ trang này có gì hấp dẫn mà thu hút được cả những khán giả khó tính nhất? Hãy cùng Cbiz Phim cùng tìm hiểu nhé! Cốt truyện hấp dẫn với nhiều điều trái ngang. Trường Tương Tư lấy bối cảnh thời thượng cổ, trên đời có người, thần, yêu cùng chung sống, có ba nước Tây Viêm, Thần Vinh và Hạo Linh tạo thành thế chân vạc. Phim bắt đầu với khung cảnh êm đềm tại đỉnh Chiêu Vân, nơi tiểu vương tử Thương Huyền của nước Tây Viêm chơi đùa cùng tiểu vương cơ nước Hạo Linh là Tiểu Yêu. Cả hai có một cuộc sống bình an, vui vẻ. Thế nhưng một ngày kia, mọi thứ sụp đổ. Vì chiến tranh và những âm mưu tranh quyền đoạt lợi, Thương Huyền bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi. Trong khi đó, Tiểu Yêu cũng không còn mẹ và chẳng hiểu vì sao, ai ai cũng nói cô bé chẳng mang dòng máu của Hạo Linh Vương mà chỉ là kết quả của một cuộc tình sai trái. Vì không còn ai bảo vệ, Thương Huyền và Tiểu Yêu buộc lòng phải rời xa nhau. Ngày chia ly, Thương Huyền đã hứa sẽ sớm đón Tiểu Yêu về sống cùng mình. Thế nhưng, đó là điều mà cậu không thể làm được. Tiểu Yêu không may phải lưu lạc hồng trần và rồi, một lần chia ly đó đã kéo dài không biết bao nhiêu ngày tháng. Nhiều năm sau, Thương Huyền lúc này đã trở thành đồ đệ của Hạo Linh Vương. Trải qua biết bao đắng cay ngọt bùi, cậu bé ngây thơ năm xưa giờ trở thành một con người giỏi ẩn nhẫn và mang đầy quyết tâm săn đuổi ngôi vương. Tuy nhiên, dù có thay đổi thế nào đi nữa thì Thương Huyền vẫn luôn khắc khoải nhớ về Tiểu Yêu. Ở chiều ngược lại, Tiểu Yêu cũng phải đối mặt với biết bao thăng trầm rồi trở thành Văn Tiểu Lục, một nam y sư chuyên chữa. Vô sinh tại Hồi Xuân Đường ở Trấn Thanh Thủy, mảnh đất duy nhất không thuộc quyền kiểm soát của hai thần tộc Tây Viêm và Hạo Linh. Nàng chôn chặt đau thương để có cuộc sống bình yên bên những người thân mới. Đó là Lão Mộc, một người từng sống nửa đời người cùng chiến tranh và hai cậu bé mà họ nhặt về. Tiểu Yêu đặt tên cho chúng là Mặt Sỗ và Chuỗi Hạt. Một ngày nọ, Tiểu Yêu cứu mạng một gã ăn mày, nhưng lại không ngờ rằng người ấy hóa ra chính là Đồ Sơn Cảnh, nhị thiếu gia của gia tộc Đồ Sơn giàu nhất nhì thiên hạ. Hai người sớm chiều ở chung, dần dần nảy sinh tình cảm. Lần khác, vì lo sinh lễ cho Mặt Sỗ, Tiểu Yêu phải đi vào núi tìm linh dược và quen biết Cửu Mệnh Tương Liễu. Nàng và yêu quái chín đầu là oan gia ngõ hẹp của nhau, sau đó dần thấu hiểu nhau rồi trở thành tri kỷ. Tại Trấn Thanh Thủy, Định Mệnh còn để cô gặp lại Thương Huyền nữa. Ban đầu, Thương Huyền và Tiểu Yêu không nhận ra nhau, mãi về sau, sự thật mới được hé lộ. Để trợ giúp Thương Huyền tranh đoạt vương tọa, Tiểu Yêu từ bỏ cuộc sống bình yên dưới thân phận Văn Tiểu Lục để trở lại làm vương cơ Cửu Giao. Từ đây, cuộc đời nàng lại rẽ sang một trang khác, Tiểu Yêu bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực, tham gia vào những âm mưu tranh đoạt ngôi vị trong triều đình. Bên cạnh đó, Tiểu Yêu còn bị cuốn vào mối quan hệ tay tư trái ngang với Đồ Sơn Cảnh, Tương Liễu, Biểu Ca Thương Huyền và Xích Thủy Phong Long. Thương Huyền muốn thống nhất thiên hạ, bỏ tư tình theo đuổi vương tọa, Tương Liễu vì ân tình và đại nghĩa mang trên vai mà quyết lòng hy sinh vì nghĩa quân. Còn Tiểu Yêu giúp Thương Huyền hoàn thành đại nghiệp xong liền thoái ẩn giang hồ cùng Đồ Sơn Cảnh. Thương Huyền nhớ mong mà không có được, cuối cùng tất cả tinh lực đều đặt vào việc trị quốc. Bởi vì hắn biết, chỉ cần thiên hạ thái bình, nàng cũng sẽ hạnh phúc bình an. Chất lượng phim tốt toàn diện. Ấn tượng đầu tiên về Trường Tương Tư là chất lượng phim rất tốt, từ tạo hình, bối cảnh, kỹ xảo hay màu sắc phim đều ở mức cao cấp, xứng danh là dự án cấp S cộng của Tencent. Bộ phim cũng không quá lạm dụng CGI, rất nhiều bối cảnh của Trường Tương Tư là được xây dựng thật, quay thật, mang đến cảm giác chân thực và những hình ảnh đẹp khiến khán giả hài lòng. Cùng với đó, dàn diễn viên của Trường Tương Tư đều sử dụng giọng gốc, với Dương Tử, Trương Vãn Ý hay Đàn Kiện Thứ vốn nổi tiếng bởi Đài Tử. Khẩu hình lẫn khả năng thoại cực kỳ tốt nên phim không bị rơi vào tình trạng khẩu hình một nơi âm thanh một nẻo, xem rất thoải mái. Chất lượng hình ảnh đẹp mắt, phim cũng không sử dụng filter cà da quá mức khiến cho nhan sắc của các diễn viên càng thêm chân thực dưới ống kính. Đây là một điểm cộng giúp trải nghiệm xem phim của khán giả càng tốt hơn. Mức đầu tư khủng của Trường Tương Tư. Đối với khán giả, sự đầu tư chỉnh chu của Trường Tương Tư là điều dễ dàng nhìn thấy và được đánh giá cao. Cho dù là trang phục của nhân vật hay đồ vật trang trí xung quanh, tất cả đều làm nổi bật kết cấu của phim, vừa phù hợp, hài hòa vừa đẹp mắt, ấn tượng. Bao gồm khung cảnh thiên nhiên rộng lớn và hùng vĩ, cũng như những căn nhà trong Trấn Thanh Thủy yên bình hay cung điện xa hoa, uy nghiêm đều rất chân thực và trau chuốt. Có thông tin rằng các cảnh thực của Trấn Thanh Thủy đều được xây dựng mới hoàn toàn. Sau đó, mất thêm 6 tháng để thiết kế bản vẽ và thêm 7 tháng nữa để hoàn thành phần dựng cảnh cuối cùng. Ngoài ra, Trấn Thanh Thủy có diện tích 20.000 m², có hơn 50 tòa nhà chiếm diện tích gần 6.000 m². 14.000 m² còn lại đều là quy hoạch sân vườn,
cảnh quan và thậm chí trồng cây xanh, trồng vườn hoa để phục vụ các cảnh quay. Để làm cho các chi tiết xuất hiện nhiều kết cấu hơn, ekip sản xuất còn chú ý đến từng đạo cụ rất nhỏ. Ví dụ, trong cảnh chợ trong phim, những chiếc vỏ sò được nhân viên nhặt từ bờ biển từng chiếc một, các công cụ như lưới dệt và chổi, ghế. Có thể thấy ở khắp mọi nơi cũng được các chuyên gia khâu từng mũi một. Điều khiến mọi người ấn tượng nhất và khiến cả đoàn khâm phục nhất là họ thậm chí còn xem xét các bối cảnh của các mùa khác nhau. Ví dụ như trong cùng một cảnh, mặc dù các đạo cụ không thay đổi, nhưng khi thời tiết thay đổi, bạn có thể thấy rằng bên ngoài của toàn bộ ngôi nhà là hoàn toàn khác nhau. Điều này là do nhân viên cố ý rắc một số hạt giống hoa lên mái nhà. Khi mùa thay đổi, rất nhiều hoa và cây sẽ tự nhiên mọc trên mái nhà trong giai đoạn quay sau. Nói một cách đơn giản, suy nghĩ đằng sau hậu trường của đoàn làm phim Trường Tương Tư vượt xa sức tưởng tượng của hầu hết khán giả. Và khi một ekip đã nỗ lực rất nhiều cho công việc của mình thì cũng đủ thấy sự chân thành của họ. Từ sự đầu tư bối cảnh, đạo cụ đến hiệu ứng màu sắc và tính thẩm mỹ đều vượt quá mong đợi. Kỹ thuật quay phim cũng tinh xảo như điện ảnh, vì thế không khó hiểu về độ bùng nổ của một bộ phim truyền hình được sản xuất tốt như thế. Tác giả kiêm biên kịch Đồng Hoa. Một điều khiến nhiều khán giả lo lắng khi xem phim chuyển thể là phá nát nguyên tác. Thậm chí đến cả tác giả nguyên tác làm biên kịch cho phim như Cửu Lộ Phi Hương cũng khiến fan nguyên tác khóc thét vì không thể chấp nhận. Nhưng Trường Tương Tư sẽ khiến bạn an tâm phần nào vì biên kịch duy nhất của Trường Tương Tư là Đồng Hoa, tác giả của cuốn tiểu thuyết này. Nói về Đồng Hoa, Trường Tương Tư là một trong những kiệt tác của cô ấy. Được biết đến với những câu chuyện tình yêu lãng mạn và đẹp đẽ, tiểu thuyết Trường Tương Tư chủ yếu kể về một truyền thuyết tình yêu vượt thời gian và không gian. Nó khắc họa vòng xoáy tình cảm giữa những tâm hồn định mệnh yêu nhau nhưng bị số phận ngăn cách. Cách miêu tả của cuốn tiểu thuyết thật tinh tế và cảm động, cho thấy phần nào tư duy logic và tam quan thẩm mỹ của tác giả Đồng Hoa rất tốt. Thiết kế tình tiết trong truyện rất độc đáo và tỉ mỉ, khiến mọi người không thể tự giải thoát. Mỗi trang như một quả bom cảm xúc, khiến tim bạn đập nhanh hơn và có thể vỡ òa cảm xúc bất cứ lúc nào. Diễn xuất bùng nổ của Dương Tử. Sau khi Trường Tương Tư lên sóng, dàn diễn viên chính của phim đều nhận đánh giá tích cực về diễn xuất. Tạo hình của từng người cũng rất sát với tiểu thuyết gốc, gây ấn tượng khi mỗi nhân vật đều có nét tính cách và sức hút riêng. Sự thành công của Trường Tương Tư có công rất lớn của Dương Tử. Nữ diễn viên không chỉ được khen diễn xuất tiến bộ, mà ngoài ra còn góp phần kết nối các tuyến nhân vật lại với nhau thông qua vai diễn tiểu yêu. Ở nửa đầu của phần 1, Dương Tử đã gây bất ngờ cho khán giả. Không phải hình ảnh một tiên tử xinh đẹp và đầy nữ tính, cô hóa thân thành Văn Tiểu Lục với tạo hình giả trai vô cùng mới mẻ. Và không chỉ vẻ ngoài, nhân vật này còn tạo nên sức hút nhờ tính cách cà lơ phất phơ, biểu cảm nhát gan sợ chuyện và thường xuyên có những màn tấu hài duyên dáng. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ vô lo vô nghĩ ấy là một tiểu yêu với cõi lòng vẫn đang âm thầm rỉ máu. Vì tổn thương quá nhiều, cô sợ việc bản thân sẽ yêu thương, ỷ lại vào người khác. Bởi lẽ nếu một ngày người ấy ra đi, trái tim cô sẽ lại đau thêm lần nữa. Thêm vào đó, tiểu yêu chẳng những không hề nhát gan mà còn mạnh mẽ, dũng cảm hơn bất cứ ai. Đây là điều khán giả có thể thấy rõ khi xem phim, nhất là kể từ giai đoạn tiểu yêu lấy lại dung mạo và thân phận thật của mình. Rõ ràng, tiểu yêu là một nhân vật có diễn biến tâm lý phức tạp và yêu cầu nhiều về khả năng thể hiện cảm xúc. Thế nhưng, điều này không làm khó được Dương Tử. Cô khiến khán giả cười theo niềm vui, khóc theo nỗi buồn của nhân vật. Với những phân đoạn hài hước, người xem sẽ bật cười thích thú. Thế nhưng với những cảnh quay đong đầy cảm xúc, tin rằng bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy thổn thức, nghẹn ngào. Dàn nam chính cực phẩm. Bên cạnh nữ chính Dương Tử, Trường Tương Tư còn có một dàn nam chính cực phẩm, Trương Vãn Ý, Đàn Kiện Thứ và Đặng Vi. Tính đến thời điểm hiện tại, Đặng Vi có lẽ là một trong hai cái tên được nhiều fan phim mến mộ nhất. Anh vào vai Đồ Sơn Cảnh, nhị thiếu gia của gia tộc Đồ Sơn, người từng bị anh trai tra tấn, sỉ nhục một cách dã man rồi đẩy khỏi gia tộc. Cõi lòng của Đồ Sơn Cảnh vốn đã như cho tàn. Thế nhưng, chính sự chăm sóc tận tình của tiểu yêu khiến tim chàng nhen nhóm lửa ấm một lần nữa. Cũng vì thế, chàng đã đem lòng yêu thương cô. Qua diễn xuất của Đặng Vi, hiện lên trước mắt khán giả là một Đồ Sơn Cảnh yêu chân thành, ôn nhu như nước và sẵn sàng làm mọi chuyện vì tiểu yêu. Về phần Đàn Kiện Thứ, anh vào vai Cửu Mệnh Tương Liễu. Bản thể của Tương Liễu là một con yêu quái rắn chín đầu, vì thế người đời ngoài sợ hãi còn cảm thấy ghê tởm chàng. Tuy nhiên, tiểu yêu lại là người duy nhất đối đãi với Tương Liễu như một người bình thường. Chính vì thế, từ chỗ chỉ muốn ép tiểu yêu phải làm việc cho mình, chàng đã dần yêu cô gái này từ lúc nào chẳng hay. Ở giai đoạn đầu, Đàn Kiện Thứ đã mang tới một Tương Liễu lạnh lùng, quyết đoán. Thế nhưng theo từng tập phim, anh thể hiện sự thay đổi của Tương Liễu trong cách nhân vật này đối xử với tiểu yêu. Và rồi,
càng ngày người ta càng cảm thấy thương cho một Tương Liễu hết mực si tình, ngoài lạnh trong nóng, âm thầm làm rất nhiều chuyện cho cô gái mình thương. Cả đàn Kiện Thứ lẫn Đặng Vi đều diễn rất tốt. Tuy nhiên, nếu phải chỉ ra cái tên gây ấn tượng mạnh nhất, vậy thì đó phải là Trương Vãn Ý khi anh khắc họa quá thành công một Thương Huyền với tâm tình vô cùng phức tạp. Thương Huyền luôn day dứt nhớ về Tiểu Yêu nên đến khi gặp lại nàng, anh đã vui mừng khôn xiết. Anh muốn bảo vệ Tiểu Yêu, muốn luôn được ở bên cạnh nàng. Vì thế khi biết nàng yêu Đồ Sơn Cảnh, Thương Huyền vô cùng buồn bã nhưng vẫn che giấu cảm xúc ấy. Không chỉ mang hình ảnh của một người đàn ông si tình, từng nếm trải nhiều nỗi bi thương. Nhân vật Thương Huyền còn có một bộ mặt khác, đó là hình ảnh của một nam nhân tham vọng, có nhiều dã tâm với vương vị. Thương Huyền yêu Tiểu Yêu, nhưng cũng yêu cả quyền lực. Anh ta sẵn sàng mượn tay cô để có được sự trợ giúp của Đồ Sơn Cảnh. Không chỉ vậy, Thương Huyền cũng tỏ thái độ mập mờ cùng nữ phụ thần Vinh Hinh Duyệt bởi đại nghiệp của anh cần sự trợ giúp của thế lực đứng sau cô. Có thể nói, nhân vật này là hình mẫu người làm việc lớn điển hình. Giống như Tiểu Yêu, Thương Huyền cũng là một vai diễn rất khó và có tầm quan trọng lớn đối với mạch phim. Ekip sản xuất đã chọn mặt gửi vàng ở Trương Vãn Ý và rõ ràng, đây là một quyết định đúng đắn. Dạo quanh các trang mạng xã hội, không khó để thấy khán giả đang dành nhiều lời khen cho diễn xuất của Trương Vãn Ý, đặc biệt là với khả năng diễn bằng ánh mắt mà anh thể hiện. Nhìn chung, Trường Tương Tư là một bộ phim cực kỳ đáng xem. Nó xứng đáng được đưa vào danh sách những tác phẩm xuất sắc nhất của thể loại tiên hiệp, ngôn tình trong vài năm trở lại đây. Bộ phim sở hữu kịch bản chỉnh chu và diễn xuất của dàn cast từ chính tới phụ đều rất tốt. Ngoài ra, có một điểm cộng khác cũng cần phải nói tới, đó là màu phim của Trường Tương Tư cực đẹp và mang đậm sắc thái thần thoại. Nếu phải chỉ ra điểm trừ nhỏ của phim, vậy thì đó là việc kỹ xảo ở một số phân cảnh trông khá giả chân. Tuy vậy, xét tổng thể thì kỹ xảo của Trường Tương Tư vẫn rất ổn, nhất là ở những đoạn các nhân vật giao chiến với nhau. Trước khi phần 2 được lên sóng vào ngày 8 tháng 7, bạn có thể xem lại phần 1 của phim, chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng.